Con chết ta nè, quả này nếu mà mình đam luôn nó chết không ta? Hình như là nó chết đó, nhưng mà nó hồi thanh tẩy rồi mấy shop. Hồi nãy nó tẩy chưa ta? Chưa tẩy, nó chưa có tẩy mấy shop ơi. Hay lắm Hiếu, đúng là Hiếu Lê Bà Lăng của chúng ta. Người chơi hãy... Nó đang lý thuyết mọi người. Mình đang nói với mọi người là người chơi hệ carry 2018. Cái gì mình thành người chơi hệ hề luôn mấy shop. Làm sao để có cái mỏ tí liên như anh vậy Hiếu ơi? Hello bạn Phùng Phong Kiên nha. Em đừng có bao giờ... Nè, em có đọc cái câu này chưa? Thay vì chúng ta cố gắng sống để trở thành cái bóng của người khác, thay vào đó chúng ta hãy tự mình trở thành bóng. Thấy chưa? Mỗi người sẽ có một cái khả năng và một cái đặc trưng, một cái sở trường riêng của mình đó. Đừng có cố trở thành ai đó hết trơn, cứ mình là mình là được. Hello con Đặng Mẫn Nghi nha, hello shop, nói nhiều quá vậy, nói ít thôi, đó rõ ràng như mong muốn của mày luôn, đúng chưa? Hồi nãy mày kêu tao cái gì, mày kêu nói là nói nhiều quá, nói ít thôi, đến lúc kiếm tiền, phải đánh lính, không thôi là cái con Titana nó lên 2 trước, là cái này cút luôn. Shop, bắn lính đi shop, nó lên 2, nó nhảy lên cái trời cũ luôn á shop. Bắn nó đi shop. Ôi shop bắn quy hộp chứ, con quỷ này tuôn hả? Sao né cái quả quy đó ác đạn vậy? Mèo 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 mèo, trả lại tâm trí tôi đây. Ơi, tôi nhìn ra được cái tình huống là chắc chắn con Tristana nếu mà nó lên 2 là nó sẽ nhảy lên nó bắn thằng Ezreal. Cho nên là lúc đó là tôi mấy cái con lính là mỗi con một cái hết đó. Nếu mà cái ông Ezreal quả đó mà ông bắn không chết cái con lính đó là tụi tôi ăn cứt ăn đầu dùi. 20 tiền, 40 tiền. Ok, nice. Ơi, vẫn phải đẩy tiếp hết shop chứ không đẩy nữa không được hết shop. Ok, đi thôi. Mình không giữ lính lại được nữa rồi mấy shop ơi. Cái thế lính này là hết cỡ rồi. Lát nữa hai ông AD ra đó chơi, giờ mình đi ganh cho mít nó mới chí nè. Mấy bạn đánh con Lê Bà Lăng mà đi hỗ trợ á là di chuyển liên tục lên, mấy bạn cứ đi liên tục luôn. Đừng bao giờ dừng lại hết. Biết tại sao dừng lại lúc đó là thất bại. Oh no. Lát quý. À, tôi chối hùng mấy shop ơi. Má gà. Má nãy được cái đọc chat qua đó là giết được con lít rồi. Tại cái đọc chat qua đó tôi thấy ông Doan chat con lít là full. Trời ơi làm tôi sợ quá. Tôi đéo dám lên, tôi lát lên tôi đơm nó luôn. Nãy mình được đọc chat qua đó là ngon rồi mấy shop. Mà nó đọc chat là mình không có biết là con lít nó full á. Là mình đánh ăn hơn là mình lụm rồi, dở. Ôi à, khó quá vậy, khó quá vậy. Cái con AD bên đó nó hồi lại cái thanh tẩy rồi mấy shop. Biết là không cứu được. Không. Con Ami chắc nó phải này nó cắm mắt luôn rồi. Ây da. Con Ami nó lát. Ơi con chiếc Tana mình nó đánh như tuôn thiệt nó mới sấp chứ không được. Ơi combo kỳ vậy. Không sao không sao. Sợp ơi của chúng ta trận này là ai? Là Lê Bà Lăng chứ đâu phải là sợp búp đâu. Mấy cái quả sốc đam dứt điểm đó hả? Trầm má sợp Lê Bà Lăng làm khoảng đó là trầm luôn.
Ủa có nhờ đâu má. Ăn luôn. Xịn luôn. Người chơi Lê Bà Lăng hệ hỗ trợ. Đây shop, đụng là trụng. Hàng nguội để trong túi làm trong quần thụng và thấp. Cho cái dây sách. Né hội. Cho thêm cái dây sách nữa. Ăn lẹ đi. Kêu nói sơi. Làm cái content chùi đít vô camera xong sau đó lắc đít trước mặt của chị Huệ. Rồi sau đó núp lửng với bé bò trước mặt của bà Bảy rồi nói đừng bao giờ khinh thường người khác nha anh. Là tôi sẽ nói đừng bao giờ khinh thường người khác trước mặt bé bò hay là trước mặt của chị Huệ hay là trước mặt của bà Bảy. Shop. Cái gì đây? Né giữ. Ê tôi đạp cái nó chết luôn mấy shop. Mấy shop coi nè mấy shop. Nhìn nè. Nhưng mà cái vấn đề là tôi đạp không có được. Bố nó đánh điếm quá à. Mày đây mày đi. Trời ơi là trời. Cái con Nami nó cô vào tôi không có vô được mấy shop. Vậy là AD tôi quả đó solo đam chay với lại con Tristana luôn á. Má tôi chỉ có quăng được một cái R với lại một cái kia thôi à. Ủa cô nà ní sao xui vậy ta. AD nó thanh tẩy rồi con sờ bê nó còn hiu thêm quả đó nữa. Má tôi cũng biết là AD với sờ bê nó qua nhưng mà tôi không có làm được gì hết. Tôi đâu có cản được đâu mấy shop ơi. Với lại một cái tấm thân ốm yếu gầy mòn này của tôi thì đâu có làm được gì. Ủa Adil, cái thằng AD bên đó chết rồi, ông sợ gì mà ông bị trụ nổi. Đứng đây đi. À, rồi xong luôn, ỉa chảy luôn. Ây da. Dở, quả đó dở. Quả đó nên mình lo cho cái thân của mình thôi. Mình đâu cover được cái trio nó còn có xíu máu mà. Thành cái chết hai luôn. Mà đem ra mất lát rồi. Ôi. Ôi nà ní. Mày chạy đi đâu? Ôi AD bên nó thanh tẩy rồi sau đó lát luôn rồi. FD quýnh tới cái cùi luôn. Hai FD ơi. Lai sư Titana không lát không rờ. Mấy bạn có thấy Titana đâu không mấy bạn ơi? Mấy bạn có thấy Titana đâu không mấy bạn ơi? Là Tristana là có AD giữ chưa? Là có AD giữ dàn thiên địa đụng chưa? Tristana bích lên AD đang đi giữa đường xỉu má. Chắc là bạn Tristana bị say nắng thôi mọi người ơi. Chỗ này nãy như cũng có quạt nữa hay sao á. Tôi đẩy rồi mọi người ơi. Ơ à, sao lý sinh ra quả nó không né được cái dây xúc tu đó vậy? Vậy là ông trời không muốn mình cái cái mạng đó của mặt tuột rồi mấy shop. Của con mực chứ lộn. Cái gì vậy? John ơi là John. Ảo thật đấy. Làm một cái Benta cho mọi người trầm trồ đi anh. Mình Benta trong khi là mình đi sờ bê. Sờ bê muốn Benta khó lắm mấy shop. Hầu như là không thể luôn á. Ok. Tiếc ghê là mình liếm cái mạng nó không được. Nhưng mà mình cũng giúp cho cái ông sờ bay của mình có được cái mạng đó. Đến lúc mình bê trụ rồi mấy shop. Đừng có quan tâm tới ai hết á. Game này là của mình.
hiểu không? Bây giờ nếu mà có người đép là chỉ có mỗi con Nami thôi, mà con Nami nó cũng đi chơi luôn rồi, win game thôi. Con Titana, quả này nếu mà mình đam luôn nó chết không ta? Hình như là nó chết á, nhưng mà nó hồi thanh tẩy rồi mấy shop. Hồi nãy nó tẩy chưa ta? Chưa tẩy, nó chưa có tẩy mấy shop ơi. Hay lắm Hiếu, đúng là Hiếu lê bà lăng của chúng ta. Vừa chơi hệ... À! Tao mà lấy cái trụ ấy. Tôi tính nào mà lấy cái trụ mới sớm ơi, mà cái trụ nó khôn quá. Trời ơi, con cái con Lissandra làm sao nó chạy khỏi vòng tay áo yếm của tôi được mấy sớm. Ơi cho tôi cái hỗ trợ đi. Sắm cho tôi cái hỗ trợ đi, sao tàn ngát quá vậy? Sống vậy coi được. Sống vậy mà coi được. Sống vậy thôi, về Bình Phước giống như con quỷ gì đi, cho công an bắt luôn lần đương đi. Anh làm cái content vô nhà ông hàng xóm rồi ngồi ỉa chổng đi anh. Ủa ỉa nhà hàng xóm là chuyện bình thường mà em, anh hiểu hoài mà có gì đâu. Gì đâu buồn. Bây giờ tôi nói mấy bạn nha, ví dụ mấy bạn đi tiệc, hoặc là mấy bạn đi đi về quê, mấy bạn đi thăm ông bà họ hàng đồ này nọ của mình á, mấy bạn ỉa lại tại chỗ đó là chuyện bình thường thôi, nấu gì đâu lạ. Mắc ỉa quá phải ỉa thôi. Giống như tôi nè, tôi thề nha, từ bây giờ trở đi trước khi mà tôi tập gym là tôi sẽ ỉa. Tôi rút kinh nghiệm rồi. Thằng bạn của tôi nó hướng dẫn tôi nâng tạ chân đó mọi người, nhưng mà nó đéo nói với tôi là nên ỉa trước. Tôi đẩy cái cục tạ chân tôi gồng, thì tôi gồng cơ chân thì nó trùng cơ đít, cái đó bị nhiễu mấy shop. Sau cái lần đó là giờ tôi tưởng tôi già luôn á, tôi nói thiệt. Sợ lắm rồi, rất là sợ hai chỉ diêm dò rồi. Titana đi đâu vậy? Hello. Yêu. Yêu yếu xìu, yếu nhớt. Người ta chưa có làm gì luôn á là chạy rồi. Trận này Titana suy. Tính ra là trận này boss mà nó gãy hết trơn này, đâu có chơi game được nữa đâu. Hay. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.